Chó ngủ như chết khiến con sen bức xúc vì bị chửi oan. Nè, coi cái nét ngủ rồi đó nè. Nó ngủ mà đặng lên nó là người ta á. Tưởng nó sắp chết không đâu trời ơi. Có nhiều người vô bây giờ chửi tôi. Nói hả này sao á, nó sắp chết mà không giúp đỡ nó. Làm sen phải đâu dễ dàng, nhà có nuôi bạn cún. Lúc thức nó báo đã đành, lúc ngủ nó báo còn dữ hơn. Chuyện là cô sen này có đăng lên đoạn clip về chú cún của mình. Nhưng mà khổ nổi, cái nét ngủ của con này nó kỳ lạ, khiến ai cũng tưởng nó sắp đi đời tới nơi rồi. Thế là cô sen bị chửi oan, vì sao thấy vậy mà đứng nhìn không chịu chữa trị cho em nó. Thật là oan ức quá mà quý cô bác ơi, nét con này nó ngủ kiểu khốn khổ vậy đó. Ngủ thì say như chết, chứ nào có chuyện gì xảy ra. Rồi hả, còn vô bình luận hả, ai gì đó Phật, các kiểu. Mà nó ngủ thôi chứ nó có chết đâu trời. Đây là ra vườn nghịch đất nghịch cát cho lấm lem xong mệt quá lăn ra ngủ mới khiến người ngợm như vậy, chứ đâu có nguy kịch gì đâu. Mày báo mẹ quá báo con ạ, à, làm người ta hiểu lầm rồi chửi oan mẹ muốn chết. Mọi người ơi, nó ngủ thôi chứ nó không có chết đâu nha. Nghe đâu vì để mẹ bị chửi oan, chú chó này đã bị mẹ cắt khẩu phần xúc xích một tháng. Từ nay về sớm bớt kiểu nghịch xong lăn ra ngủ vậy nha chưa. Mày là mẹ khổ quá con ạ. À. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.